Khu vực công nghiệp phục hồi mạnh, nguồn cung hàng hóa dịp Tết được đảm bảo, không biến động giá, doanh thu dịch vụ tăng khá là những tín hiệu tích cực vừa được Bộ Công Thương thông tin tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới vừa được Bộ Công Thương tổ chức. Bộ Công Thương cho biết, tháng 1 năm 2024, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh với mức tăng 18,3%, xuất khẩu tăng với tốc độ kinh ngạc 42%. Nguồn cung các mặt hàng tại thị trường trong nước dồi dào, doanh thu dịch vụ tăng khá. Đây là những tín hiệu khả quan bước đầu cho ngành công thương cả nước. Bộ Công Thương đã chủ động ra soát cung cầu hàng hóa, chuẩn bị tốt nguồn hàng và phương án cung ứng hàng hóa, ban hành các chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo địa phương, tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội doanh nghiệp và đơn vị liên quan triển khai chương trình bình ổn thị trường, chú trọng bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu với giá cả ổn định. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng thực hiện chương trình kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm. Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đều có kế hoạch sản xuất, nhập khẩu, thu mua hàng đầy đủ và tăng dự trữ, bảo đảm cung ứng phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết, đồng thời cam kết thực hiện cung ứng đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Do vậy, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc hàng hóa bị gián đoạn. Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo về tình hình tại các địa phương, thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Là một trong những địa phương có hoạt động xuất khẩu sôi động trên đường bộ, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, xuất khẩu hàng hóa của địa bàn tỉnh Lạng Sơn sôi động, tập trung chủ yếu là hàng nông sản, trái cây. Dịp Tết vừa qua không có hiện tượng ùn ứ hàng hóa. Thời gian thông quan giữa Lạng Sơn và Quảng Tây Trung Quốc chỉ nghỉ từ ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết, từ ngày mùng 5 Tết đến mùng 8 Tết. Thông quan đối với các đơn vị có hợp đồng từ ngày 18 tháng 2, các cửa khẩu trở lại thông quan bình thường. Tỉnh Lạng Sơn đang triển khai việc thực hiện xây dựng cửa khẩu thông minh. Thì hiện nay thì đang chỉnh thể duyệt đề án và đề nghị là bộ quan tâm để cùng với các bộ ngành để giúp cho tỉnh Lạng Sơn thực hiện đạt được hiệu quả của cửa khẩu thông minh, đảm bảo theo các quy định của pháp luật của chúng ta. Thứ hai là tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị cho hội nghị gặp gỡ đầu xuân của bí thư 4 tỉnh với bí thư tỉnh Quảng Tây vào ngày 29 tháng 2. Thì trong đó thì Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ là ký biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hoạt động logistics qua biên giới. Và nội dung này thì chúng tôi đã tham vấn cấp cục của bộ và cũng đã được thực hiện và đề nghị là tiếp tục được hỗ trợ giúp đỡ để Sở Công Thương Lạng Sơn thực hiện được tốt cái nhiệm vụ này. Với thành phố Hồ Chí Minh, dù kinh tế khó khăn, song địa phương đã chuẩn bị tốt để đảm bảo hàng hóa Tết theo đúng kế hoạch đề ra. Tổng lượng hàng hóa đạt trị giá 22.000 tỷ đồng, trong đó 8.500 tỷ đồng dành cho bình ổn thị trường. Cái việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch Tết của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện thành công và đảm bảo được đúng theo cái kế hoạch đề ra như các chỉ đạo của chính phủ và của Bộ Công Thương. Thì về cái các kiến nghị thì Bộ Công Thương đã có cái đề xuất, cái kiến nghị và có làm việc trực tiếp với cả bộ trên cơ sở là thực hiện cái mục tiêu xây dựng thành phố thành thành phố văn minh, trung tâm tài chính, trung tâm mua sắm hiện đại của khu vực. Thì thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương đã tham mưu với thành phố có những cái giải pháp để mà nâng chất các hoạt động kinh doanh, trong đó là hình thành các cái sàn giao dịch hàng hóa để giúp cho cái việc là chuẩn hóa được cái nguồn hàng và công tác quản lý hàng hóa nó tốt hơn, hướng tới cái mục tiêu xuất khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thẳng thắn chỉ ra còn có những vấn đề cần phải tập trung giải quyết. Đó là tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng không ổn định, gian lận thương mại vẫn còn xảy ra. Đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử cần sự vào cuộc không chỉ của ngành công thương mà còn của các ngành có liên quan. Trong quá trình sản xuất, công nghiệp và kinh doanh, lưu thông phân phối còn nhiều khó khăn, vướng mắc do sự chồng chéo về các quy định hiện hành, sự rườm rà của các thủ tục hành chính,
hay áp lực từ những rào cản thương mại lớn đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Dự báo tình hình của năm 2024 sẽ còn khó khăn thách thức bởi những biến động phức tạp khó lường của kinh tế, chính trị thế giới. Mặt khác, ngành công thương vừa phải phấn đấu đạt được mục tiêu mà Đảng và Nhà nước giao, vừa phải tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém đã được chỉ ra bởi các cơ quan chức năng. Do vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, trước hết, ngành công thương các địa phương cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, nhất là Nghị quyết 01-02 của Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Công Thương về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 để triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, cần phát động và tổ chức phong trào thi đua sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp, tập trung cao độ việc rà soát các kiến nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền thì phải khẩn trương tổng hợp vướng mắc để báo cáo cấp trên chỉ đạo giải quyết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành công thương giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Thì đề án và chương trình hành động của Bộ cũng đã được thể hiện rất rõ. Tinh thần là phải phát triển theo hướng và ứng dụng nhiều hơn khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động của ngành công thương. Đồng thời triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch các địa phương, nhất là quy hoạch trong năng lượng và khoáng sản. Đồng chí biết là 4 quy hoạch ngành quốc gia đã được thông qua và các kế hoạch thì cũng đã và đang được Chính phủ thông qua. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cùng với lại cái quy hoạch của các địa phương vừa được công bố để chúng ta triển khai thực hiện những nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản, nếu chúng ta mà vận dụng kịp thời và triển khai một cách quyết liệt hiệu quả trên các địa phương thì nó sẽ tạo ra những cái dư địa, tạo ra những xung lực mới cho phát triển. Ví dụ là khai thác và chế biến khoáng sản sẽ tạo ra nguồn thu trực tiếp trên các địa phương, đồng thời với đó là sẽ cung cấp cái nguyên liệu đầu vào rất quan trọng cho các cái ngành sản xuất và xuất khẩu. Để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc từ cái nguồn cung từ bên ngoài, nhất là trong cái bối cảnh bị đứt gãy bởi chiến tranh, bởi cạnh tranh địa chính trị và cạnh tranh thương mại. Thì đây là vấn đề chúng ta cần quan tâm. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành công thương theo hướng đẩy mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các quy hoạch ngành, quốc gia, nhất là trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản, quy hoạch ngành địa phương, quy hoạch vùng nhằm tạo dư địa phát triển mới, chủ động nguồn cung nguyên liệu.